I want this. You want this, right? Yeah. Mẹ ơi, con muốn kem này. Kem này mà nó pink. Rồi, ăn hai cái nào con? Hai cái này con ăn cái nào? Này mẹ. Cái này của mẹ hả? Dạ. Ok, ngồi ghế lên đàng hoàng. Ngồi lên đàng hoàng đi. Con chào cô chú chưa? Chào chú. Không ôm này nữa. Ừ. Không được. Ngồi im đàng hoàng, ngồi đàng hoàng ăn kem đã xong rồi mới chơi. Rồi, mẹ cho cái chơi kem nha. Chơi gì đó? Kem này màu gì á? Kem màu red, màu blue, màu white, màu pink. Màu red, màu blue, màu white. Chờ mẹ đã, chờ mẹ đã. Chờ mẹ với. Cầm cái kem, chờ mẹ, cầm cái kem cao lên. Chờ mẹ với. Đó, chờ mẹ lắm, cô chú nó có kiên nhẫn chứ bộ. Vô cái gì đâu. Mẹ chay ăn kem là trong đây có dâu với có thơm. Ngon quá. Chay phải chi ăn được kem này tốt rồi chay nè. Có trái cây, trái đồ cho mày nè. Ngon. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Chẳng màu rượu, màu quay nè. Ừ. Cái màu quay. Ừ, màu rất màu quay nè. Con mời cô chú ăn chưa? Con nói đi, con mời cô chú. Con kem với con. Con kem với con. Ừ. Cái đầu không bị bu bù đâu. Bu bù nè. Ừ. Bu bù nè, đúng rồi. Bu bù tay nè. À, bu bù tay nữa nè. Đúng rồi, để vậy cô chú mới thay. Ăn với con. Ừ, mẹ đang ăn con hả? À, mẹ ăn gì được. À, mẹ... ăn hơi fast. À, ăn từ từ đừng ăn so fast hả? À. Nó ăn, nó nói mẹ ăn từ từ thôi đừng ăn nhanh quá. Em này à. Con vui không? Lạnh đó. Lạnh ăn vậy ăn nhỏ nhỏ ăn cắn nhỏ nhỏ thôi. À, ừ. Lạnh quá hả? Chua lắm hả? Đúng rồi, cái kem của con nó chua quá. Kem em bé. Ừ, kem em bé. Cắn, ý là nó cắn chút xíu thôi á. Cắn chút thôi nha. Để lạnh nghe chưa? Cắn bự. Cắn bự thì sao? Bụt nhầm. À, cắn bự nhầm. Cắn bự dậy. Ừ, cắn bự dậy đúng rồi. Đã quá. Chua không? Dạ. Ủa sao kem chua ăn được mà cái gì chua khác chua ăn không được kì vậy? Chua không được cha. Con hãy xạo nè, tại sao mẹ làm kem. Mẹ xay kem rồi mà kia mẹ làm kem ở nhà. Ngọt, chứ không chua mà con không ăn. Con nói con ăn vô con nói chua lắm. Lắm. Mà cái này còn chua hơn cái đó nó không ăn được là sao? Cần bánh. Kem mẹ làm là chỉ có trái cây thôi. Với nước. Mà con không, mà con chê. Bà già. Không phải bà già. Cái cô kia. Nó không bà già nữa. Ừ, không bà già nữa. Đây là bà già ở nhà. Bà già đâu? Bà già ở nhà. Là bà già ở nhà không à? Còn ông già đâu? Già đã ngủ rồi. Ông già ngủ rồi hả? Nhìn thẳng. Ngon quá. Ừ. Ice, that's ice. Ice, đúng rồi kem. Mama ice. Ừ, ice là nước đá, đúng rồi. Nước đá. Nước đá lạnh, đúng rồi. Nước đá băng kia. Mà chay thấy mẹ có thương chay không? Mẹ thấy là chay cần được ăn kem là mẹ vô. Chị khóc. Ồ, chị khóc hu hu sao? Mẹ khóc hu hu. Mẹ khóc hu hu nào? Khóc hu hu. Không có ice cream nữa. Mà tối chay muốn ngủ với ai? Thì ông chủ bác sĩ. Không, tối chị muốn ngủ, cho tối chị thích ngủ với ai? Ừ, mẹ. Đúng rồi. Giỏi. Sao không ngủ với ba? Nhìn thẳng. Sao không ngủ với ba? Tối ngủ với ba nha. Tối ngủ với ai? Ăn kem. Nhưng mà tối con ngủ với ai? Ăn kem. Rồi tối ăn kem, ok.
Mẹ mở phải hai gì? Vô. Vô. Biết. Nhưng mà mày hỏi nè, sao mà tối con không ngủ với ba mà con ngủ với mẹ? Ngủ mẹ. Mày kể gì cho con nghe? Con spider. À, mày kể chuyện ABC spider là mẹ kể chuyện con nhìn nhện. Con nói tiếng Việt đi. Con nhìn nhện. Con nhìn nhện dạ sai. Ừ, con nhìn nhện đâu sai, đúng rồi. Cười. Rồi là bởi vậy con tối mà tối con ngủ với mẹ là con muốn mẹ quay cái mặt qua con luôn phải không? Con không muốn mẹ quay mặt qua chỗ khác phải không? Kể cho cô chú nghe coi. Hết rồi. Hết rồi hả? Lẹ quá. Tối ngủ là nó bắt cái mặt mình phải đưa sát vô cái mặt nó mà phải xoay qua bên nó nha, chứ mà xoay đi ngược hướng nó là nó không chịu, nó nắm, nó kéo, nó giật, nó đồ này kia nọ. Nó mẹ ngủ con không quay bên kia nữa. Em không chịu, nó ngủ không bị ra hơi hồng. Ủa, kể chuyện gì đây? À, mẹ mà quay bên kia ngủ là con khóc hu 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 phải không? Dạ. Đúng rồi. Mà chơi thương mẹ chơi để đâu? Chơi để đi chào. Rồi, chơi thương ba chơi để đâu? Dạ. Nào. Ừ, chơi thương bà ngoại chơi để đâu? Dạ. Bà ngoại tên gì á? Bà tên Bảy. Good job, Jady. Wow, trời ơi. Wow, JD. Giỏi quá. Thấy mọc luôn rồi hả? Dạ. Trời ơi, tính hỏi chơi, tưởng nó không biết, tưởng nó thấy nó không biết, mẹ ơi không biết mà nó bà ngoại tên Bảy. Good job, JD. Giỏi quá, bởi vậy cho chơi kem là đúng luôn á. Còn ông ngoại tên gì? Ờ, cô chú đó đi bô chơi á. À, ông ngoại tên gì? Bột bơ. Ông ngoại tên gì? À, có một chiếc thuyền đi thôi à. Đúng rồi. Nhìn thẳng. Nó nghe nè, ông ngoại tên gì? Tên Bảy. Đâu phải, tên Bảy là bà ngoại, nhưng mà còn ông ngoại tên gì? Ngoại tao không biết. Bảy à, xạo à, ông ngoại tên gì? Biết luôn. Không biết luôn hả? Dạ. Thế sao con xạo vậy, con biết? Ngoại với Bảy. Bà ngoại tên gì? Ngoại tên Bảy. Đúng rồi, ông ngoại tên gì? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Xạo quá, ông ngoại tên Công. Dạ, tên Công. Đúng rồi. Bây giờ bà thấy vô. Vô. Trời ơi, giỏi quá, bữa nay biết bà ngoại tên Bảy là tự động luôn rồi, hay chưa? Rồi mẹ tên, trời ơi, hay quá, đúng rồi, hay quá, mẹ tên gì á? Mẹ tên Ngọc. Đúng rồi, ba tên gì? Ba tên Quen, đúng rồi. Rồi ai nữa? Vincent. Vincent tên gì? Vincent tên là Huỳnh Trí Vinh. Còn Bali tên gì? Không biết luôn. Ờ, đúng rồi, con đâu biết đâu. Ba Vi tên là Huỳnh Trí Vĩ. Con tên gì? Con tên em kia mẹ ơi. Đúng rồi. Út tên gì? Con chui à. Đúng rồi. Rồi ai nữa ta? Không biết. Không biết luôn hả? Ba Bảo tên gì? Không biết luôn. Ba Bảo tên Bảo. Bảo. Mẹ Ngân tên gì? Không biết. Tên Ngân. Tên Ngân. Đúng rồi. Giỏi quá. Bà ngoại tên gì? Không biết cùng. Xạo. Ngoại tên gì? Ở trong Bảy. Đúng rồi. Giỏi, hay ra. Vậy là nhớ rồi đó. Chị tên là em dây chê của mẹ em ơi. Lạ thiệt đó chứ. Nó không nói nó tên chay đâu. Nó tên em dây chê của mẹ em ơi. Ghê quá. Ăn đàng hoàng đi. Vô. Em mời em. Mời em. Kem này làm cũng được làm bằng từ trái cây thiệt á. Nó kêu mà quẹt. Coi chừng nó dĩu kìa, nếm cái lẹ đi, dĩu kìa. Giỏi quá, chai này quá giỏi luôn. Anh nằm xuống. Mẹ nằm xuống này, mẹ đang ngồi nghỉ ngơi nè. Ơi cô chú, thời tiết mà đẹp là mẹ chay chỉ ngồi cái ngoài sân này là ngồi hoài luôn á. Ngồi quá là nằm trong nhà, nằm trên giường. Hai là ngồi ngoài sân. Đúng không chay? Dạ. Trời mấy cái bông nó bay chay, trời ơi, bay khắp trời luôn quý vị. Thấy không? Thôi mày vô mày lấy khăn giấy cho chay nha. Nó đậy không ướt. Để không ướt. À, để đây cho không ướt, đúng rồi. Không cười.
Hỏi cô chú, con hỏi cô chú có thương con không? Thương dạ. Không biết là mẹ kêu con hỏi cô chú. À con cắn cho, con cắn cái kiểu đó hồi là rớt cây kem nè. Xây xây lượt cái đầu, đúng rồi, xây đầu khác. Con hỏi cô chú có thương con không? Dạ. Em mà Oops, thấy chưa, mày nói rớt mà. Cầm đi từ từ. Ừ, cầm ăn từ từ. Cầm tay hả? Đó, cầm nó đi. Phải cầm. Thôi bây giờ chào cô chú nha. Video bữa nay cũng dài lắm rồi đó. Cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của Chi Chay hôm nay nha. Hy vọng là cô chú thích cái video clip. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ. Và hẹn gặp lại cô chú vào video clip ngày mai. Bye bye. Bye bye. I love you. I love you. Giỏi rồi, ăn xong mấy cây kem mà I love you đều luôn rồi đó. Bye bye cô chú đi. I'm finished, ok? Hả? I'm finished. Oh, you finish? I'm finished. Mẹ chưa xong, mẹ còn nửa canh. Okay. Rồi, bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Chơi chơi chơi, chơi đi. Kệ chó đi con. Đi vô quét nhà đi. Ừ, quay vô quét nhà, mình làm việc của mình đi con. Quét. Quét, chứ không phải quát. Quét. Cầm hai tay quét đàng hoàng. Thôi nó nghe là quét hay là đang đóng phim vậy? Cái đó là chỉ có trong đóng phim á, người ta mới đóng phim kiểu đó rồi người ta gài nhạc vô thôi. Không, mà cái đó là chỉ có trong phim ảnh thôi nha con. Ở trời, ok xong hả? Ủa, cất đàng hoàng chứ.